Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 12, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3, Cụm thi đua 4 cơ quan quân khu đã tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Tham dự có gần 300 vận động viên tranh tài ở các nội dung thi đấu, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, nam, nữ, quần vợt, cờ tướng và bóng đá nam. Đây là một trong các nội dung thi đua của 4 cơ quan quân khu chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, quân đội, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ giao lưu học hỏi, rèn luyện thể lực, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả, ban tổ chức đã trao cúp và giải nhất toàn đoàn cho Cục Hậu cần Quân khu, giải nhì toàn đoàn cho Bộ Tham mưu Quân khu và Cục Chính trị Quân khu đạt giải ba toàn đoàn. Đồng thời, ban tổ chức đã trao các giải cá nhân đồng đội cho từng nội dung thi đấu.